sao Cbiz đọ sắc ở tuần lễ thời trang Paris. Phạm Băng Băng màu mè. Trương Bá Chi ăn đứt đàn em. Thời gian này, các ngôi sao đình đám hoa ngữ đều lần lượt lên đường sang Paris để tham gia tuần lễ thời trang. Nhờ thế mà cộng đồng hâm mộ cái đẹp lại được chiêu đãi bằng những màn khoe sắc ấn tượng. Phạm Băng Băng gây tranh luận vì bộ váy màu mè, Trương Bá Chi khoe sắc mặn mà. Ngoài họ, còn có không ít mỹ nhân Cbiz gây chú ý ở trời Tây. Hãy cùng xem thử ai mới là người xuất sắc nhất nhé! Lý Thấm. Sau màn khoe sắc thất bại trên thảm đỏ cuối tháng 6, Lý Thấm đã có màn phục thù khá thành công ở Paris. Lần này, cô chọn bộ váy len trắng cực kỳ thanh lịch. Từ thiết kế cho đến chất liệu của bộ trang phục này đều rất phù hợp với khí chất của Lý Thấm, giúp nhan sắc của cô thăng hạng vùn vụt. Xem ra, đoàn đội của người đẹp Thỉnh Quân đã chịu rút kinh nghiệm từ lần mắc lỗi trước đó rồi. Lưu Thi Thi. Không nổi bần bật bằng dàn mỹ nhân hoa ngữ khác, nhưng Lưu Thi Thi vẫn có màn khoe sắc rất thành công trong tuần lễ thời trang Paris. Lần này, Lưu Thi Thi chọn váy ngắn đơn giản và nền nã, rất phù hợp với phong cách thường ngày của mình. Dù tạo hình không đột phá, nhưng Lưu Thi Thi vẫn khiến nhiều người phải ngẩn ngơ với nhan sắc không tuổi. Khó ai tin được cô đã bước qua tuổi 36. Dương Tử Quỳnh. Trong tuần lễ thời trang Paris, Dương Tử Quỳnh đã nhận được sự săn đón đặc biệt của giới truyền thông. Nữ diễn viên xuất sắc nhất Oscar 2023 đã chứng minh được đẳng cấp của mình. Trong bộ váy vàng với đường khoét cổ sâu quyến rũ, Dương Tử Quỳnh vẫn toát lên vẻ đài các. Khoảnh khắc bà tự tin vẫy chào truyền thông cũng nhận được sự tán tụng của cộng đồng mạng xứ Trung. Trương Bá Chi. Cách đây không lâu, Trương Bá Chi từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi hé lộ tạo hình ở tuần lễ thời trang Paris. Trong bộ váy trắng quyến rũ, Trương Bá Chi đã khoe khéo được vóc dáng đầy đặn của bà mẹ ba con. Dù dung mạo đã có sự tác động của thời gian, nhưng nhan sắc tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn khiến công chúng phải suýt xoa mãi. Bảo sao người ta cứ khen, Trương Bá Chi luôn là huyền thoại nhan sắc của làng điện ảnh hoa ngữ. Angelababy. Vừa hạ cánh xuống Paris, Angelababy liền khiến cộng đồng hâm mộ xứ Trung dậy sóng. Thêm một lần nữa, cô chứng minh được đẳng cấp nữ thần thảm đỏ của mình. Trong bộ váy đen có thiết kế sang trọng, Angelababy trông hệt như quý cô xuất thân từ danh gia vọng tộc, vừa đoan trang nền nã lại vừa tự tin khí phách. Phạm Băng Băng. Nếu các ngôi sao hoa ngữ khác xuất hiện chớp nhoáng trong tuần lễ thời trang Paris thì Phạm Băng Băng lại gần như đóng quân thường trú ở sự kiện lớn này. Ngày nào cô cũng tạo chú ý vì là khách mời của nhiều nhãn hàng lớn. Không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, cô còn đảm nhận luôn công việc là người mẫu sàn catwalk hoàn mỹ trong cả sự kiện. Lần duy nhất khiến Phạm Băng Băng mất điểm là diện bộ váy màu hồng rực rỡ. Váy sặc sỡ kết hợp với cách trang điểm và kiểu tóc cầu kỳ, Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ lóa mắt vì quá chói chang.